Quý Bảo mến chào quý vị khán giả đang đến với chương trình Bà Con Người Cảnh Giác. Quý Bảo bật mí nhỏ nhỏ cho quý vị nha, là trong số phát sóng ngày hôm nay sẽ có rất nhiều những tình huống bất ngờ và khó bỏ lỡ. Vì vậy mà quý vị đừng rời mắt khỏi màn hình, hãy xem đến hết chương trình. Điểm đặc biệt của chương trình là các tình huống hoàn toàn có thật. Đó có thể là giao thông, trộm cắp hàng ngày đã được camera hành trình, hoặc là camera an ninh nhà dân ghi lại, và thậm chí là các đoạn clip đang được lan truyền với tốc độ chóng mặt trên các diễn đàn mạng xã hội. Còn chần chờ gì nữa, ngay bây giờ, mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với các tình huống hot hòn hòn ngay sau đây. Quý vị ơi, Nguyên Bảo mới xem xong được một tình huống giao thông được chia sẻ trên các diễn đàn mạng xã hội những ngày vừa qua mà không khỏi thót tim luôn nha quý vị. Đó là tình huống một em nhỏ chạy ngang qua đường đầy nguy hiểm. Trẻ em là lứa tuổi chưa có nhận thức đầy đủ, do đó thì trẻ có thể băng qua đường bất cứ lúc nào, không quan sát, đùa nghịch đá banh dưới lòng lề đường, đi xe đạp dàn hàng ngang nên rất dễ bị va quẹt. Điển hình như là tình huống mà Nguyên Bảo sắp nói đến ngay sau đây, mời quý vị cùng theo dõi nha. Tình huống được camera hành trình ghi lại cho thấy tài xế đang di chuyển trong khu dân cư thì bất ngờ một bé trai từ trong nhà lao nhanh sát đường. May mắn tài xế kịp xử lý tình huống, nếu không hậu quả sẽ rất khó lường đó già các phụ huynh ơi. Trẻ nhỏ vốn hiếu động và cũng thiếu kiến thức về an toàn giao thông. Do đó thì bản thân mỗi người lớn phải hướng dẫn và kiểm soát con em của mình mỗi khi mà ra đường. Thế nhưng, Nguyên Bảo thấy là dường như người ta vẫn rất chủ quan trong việc quản lý trẻ nhỏ khi mà đi trên đường. Nhiều cha mẹ vẫn bỏ mặc cho con tự chơi đùa ở ngoài đường phố thay vì liên tục để mắt và kịp thời ngăn chặn những hành động thiếu an toàn của con. Từ đó thì dẫn đến những vụ tai nạn khó ngờ và không đáng có như quý vị. Không chỉ là như vậy, một trong những nguyên nhân gây ra các vụ tai nạn giao thông là bắt nguồn từ việc phóng nhanh, vượt ẩu và lạng lách trên đường để thể hiện tay lái lộ của các phượt thủ nữa nha quý vị ơi. Và điển hình như là tình huống một người bảo sắp nói đến ngay sau đây, mời quý vị cùng theo dõi nha. Bữa đây, một đoạn clip do người đi đường ghi lại trên tuyến đường khu vực huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa cho thấy có một nam thanh niên không đội nón bảo hiểm đã phóng xe tốc độ cao. Điều đáng nói là thanh niên này liên tục lạng lách, đánh võng, đạp đầu các xe trọng tải lớn trên đường nhằm thể hiện tay lái lụa của mình. Không những vi phạm luật giao thông mà thanh niên trong tình huống vừa rồi còn phóng xe trên đường như là trốn không người, khiến cho các phương tiện điều khiển xung quanh và mọi người chứng kiến không khỏi khiếp sợ luôn nha quý vị. Và Nguyên Bảo thấy là hành vi của nam thanh niên không chỉ gây nguy hiểm cho bản thân của mình mà còn ảnh hưởng đến những người xung quanh. Quý vị ơi, tại những nơi kinh doanh buôn bán, nhất là tại các cửa hàng chuyên phân phối sỉ và lẻ thì rất là dễ gặp những vị khách không mời mà đến, sau đó thì nhẹ nhàng rời đi với chiến lợi phẩm của mình và những lon sữa có giá thành khá là đắt mà không phải tốn tiền để mua. Ở điển hình như là các tình huống đã được camera an ninh ghi lại ngay sau đây. Mời quý vị theo dõi để chúng ta nâng cao tinh thần cảnh giác. Ghi nhận tình huống trộm xảy ra tại Bình Định, thời điểm này, nam thanh niên đi vào cửa hàng sữa, sau đó đẩy lòng tham mở ngăn tủ trộm tiền và tiện tay trộm lon sữa rồi biến mất. Trong một vụ trộm khác xảy ra tại cửa hàng sữa ở huyện Cần Đước, tỉnh Long An, theo đoạn clip camera an ninh ghi lại, lúc đây, hai người phụ nữ ẵm theo em bé vào cửa hàng mua đồ để thực hiện pha trộm sữa thân sau của mình. Người phụ nữ ẵm con đã giả vờ lựa đồ, sau đó xách lon sữa để nơi khuất tầm nhìn. Ngay sau đó, người phụ nữ còn lại đã nhanh chân tiến tới vị trí này, thò tay lấy lon sữa bỏ ngay vào ba lô. Các bàn tay nhám chuyên trộm sữa ngày nay đã lên một tầm cao mới rồi nha quý vị. Canh chủ tiệm hoặc là các bạn nhân viên sơ hở là ra tay hành sự ngay. Bên cạnh đó còn có nhiều đạo chích tinh vi đến mức là dàn cảnh để đánh lạc hướng người bán hàng. Bởi vậy, các hộ kinh doanh lưu ý khi buôn bán không nên chủ quan để cho kẻ gian có cơ hội ra tay hành nghề. Dạo gần đây, Nguyên Bảo lướt trên các trang mạng xã hội thì thấy là nổi lên một tình trạng là nhiều bác tài điều khiển phương tiện đã bất chấp nguy hiểm và có nhiều màn lấn làn vượt ẩu vô cùng thần sâu, để rồi nhận lại một cái kết không hề có hậu chút nào luôn nha quý vị. Điển hình như là tình huống mà Nguyên Bảo sắp nói đến ngay sau đây. Mời quý vị cùng theo dõi để trên mỗi dặm đường gần xa, chúng ta hãy trang bị cho mình những kỹ năng an toàn nhất để tránh xảy ra những tai nạn đáng tiếc. Vụ việc được camera hành trình ghi lại trên quốc lộ 91, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang cho thấy lúc này tại đoạn đường có hai vạch kẻ liền vàng song song là cấm các xe đè lên vạch để vượt xe hoặc quay đầu. Thế nhưng từ phía sau, một chiếc xe tải vẫn vượt lên lấn hẳn sang làn ngược chiều. May mắn không xảy ra tai nạn đối đầu với phương tiện nào.
Xem xong tình huống vừa rồi thì bản thân Quyên Bảo không khỏi thót tim nha quý vị. Bất chấp đoạn đường cấm vượt, nguy cơ mất an toàn và dễ gây tai nạn đối đầu, xe tải vẫn lấn làn để vượt lên. Quyên Bảo hy vọng là từ những hình ảnh camera và biển số thì lực lượng chức năng An Giang sẽ có căn cứ xử lý nguội tài xế trên để răn đe. Tạm gác lại tình huống giao thông vừa rồi, tiếp theo sẽ là tình huống đang viral trên khắp các diễn đàn mạng xã hội. Chuyện là nam thanh niên đã vô tư bấm điện thoại giữa đường, tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Và rồi cái kết như thế nào thì mời quý vị cùng theo dõi nhé. Đoạn clip được camera hành trình ghi lại tại khu vực Hà Nội cho thấy một thanh niên đi xe máy ngang nhiên dừng xe ngược chiều giữa lòng đường để bấm điện thoại chặn lối đi các phương tiện khác. Điều đáng nói là khi thấy xe hơi đang đi tới, nhưng thanh niên vẫn không có ý định tránh đường, khiến tài xế xe hơi phải bất lực đánh lái sang hướng khác. Theo Quyên Bảo được biết thì thông thường nếu như mà vô ý cản trở giao thông, người dừng xe giữa đường sẽ tránh sang một chỗ khác. Tuy nhiên, trường hợp trong tình huống vừa rồi là ngoại lệ. Đối với hành vi dừng đậu xe máy sai quy định thì mức phạt từ 300.000 cho đến 400.000 đồng nha thanh niên gì đó ơi. Ở bên cạnh đó thì hành vi dừng đậu xe máy sai quy định còn gây mất trật tự an toàn giao thông. Vì thế mà các lái xe cần chú ý dừng đậu xe đúng nơi quy định, không gây cản trở giao thông và không được dừng đậu ngược chiều. Quý vị thân mến, tình huống vừa rồi cũng đã khép lại thời lượng dành cho chương trình Bà Con Ơi Cảnh Giác. Quý Bảo mong rằng là từ những video của chương trình sẽ giúp cho mọi người chủ động phòng ngừa và cảnh giác hơn trong đời sống hàng ngày. Và quý vị ơi, để không bỏ lỡ các tập phát sóng của chương trình, quý vị có thể xem lại chương trình qua kênh YouTube Truyền hình Tây Ninh. Còn bây giờ thì Quý Bảo xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những số phát sóng tiếp theo.